Xin chào các bạn, Trang lại quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay Trang muốn gửi tới các bạn một kiểu trang điểm dùng cái bảng phấn mắt Post này của hãng Patchcraft Lab. Trang không biết là Trang đọc đúng không, nhưng mà Trang hay đọc là Patma gì đó. Ngày khi mà Trang xem cái swatch này, Trang xem review này, rồi là Trang xem cái bao bì, nói chung là cái hình ảnh của cái bộ phấn mắt này, cái hôm khoe đồ mới tậu thì Trang quên mất Trang khoe các bạn. Mặc dù là ngày hôm đó Trang có điểm một chút make up của cái bảng phấn mắt này. Dạo này mọi người hay thích Trang make up bánh bèo, pin sẹp, thế nên là Trang mới tậu những cái bảng như thế này. Hoặc là nói chung là Trang nhìn nó đẹp quá, Trang nhìn Trang thấy nó đẹp quá, Trang không thể cưỡng lại được. Nhận mà. Hiện tại thì trên mặt của Trang á, Trang đã có sẵn lót các thứ sau hết rồi. Thì ngày hôm nay sản phẩm mà Trang dùng dưỡng thì là đầy. Vẫn kem mắt Loya, serum, kem dưỡng da bơ của STIV. Trang không biết là Trang đọc đúng không, nhưng mà Trang đọc theo cái mà viết ở trên đó. Xịt lót của ba xe đó, và đúng rồi, chỉ có kem chống nắng. Kem chống nắng thì Trang sử dụng kem chống nắng của Lancôme. Ngày hôm nay Trang sử dụng của Lancôme. Đây là loại kem chống nắng mới nhất của Lancôme vừa mới ra. Dùng khá là ok các bạn ạ, dùng khá là lành, mà Trang cũng thấy là nó rất là giống cái finish của cái kem chống nắng của Missa mà Trang vẫn hay thích dùng á, loại màu hồng á. Đó, ok. Và bây giờ thì Trang sẽ bắt đầu vào bước nền. Thì kem nền ngày hôm nay Trang sẽ sử dụng kem nền của Lancôme, cái lọ mà hôm trước Trang khoe các bạn mà Trang có dùng qua được một lần rồi á. Em này thì có tác dụng là căng da, chống nhăn, rồi là có chỉ số SPF 27. Và em này được sử dụng dành cho mọi loại da. Tuy là cái này so với kem nền 24 giờ thì nó ẩm hơn một chút, nhưng mà nó cũng là một cái gọi là gì đấy, nó lành lành dịu dịu dành cho da của Trang, thế nên là Trang vẫn thích dùng. Ngày hôm nay thì da của Trang ở cái phần này nó hơi bị khô, thế nên là Trang mới quyết định Trang sử dụng cái em Lancôme này. Ok, và Trang bóp ra tay, rồi sau đó Trang lấy một cái cây cọ như thế này nhá, Trang rộng rộng lên như thế này để cho từ từ thẩm thấu vào cọ, rồi sau đó Trang lấy luôn trên mặt luôn. Ngày hôm nay thì Trang bắt đầu set up các thứ làm video là hơi bị muộn, thế nên không biết tí nữa thế nào, nhưng mà Trang biết là dạo này anh xã nhà Trang hay đi làm về muộn ấy, thế nên là Trang có một chút thời gian để Trang câu giờ một chút, Trang làm muộn một chút, Trang cho bạn gạo ngủ được từ lúc 1:30 gần 2 giờ, rồi sau đó Trang lại phải cho bạn một cái bạn mì ra ngoài chơi một chút cho đỡ cuồng chân, rồi sau đó Trang mới lùa được vào trong nhà để Trang set up, Trang làm video được. Đó. Em này thì có độ che phủ trung bình, không phải là che phủ cao. Trang nghĩ không biết là Trang có lên đánh che khuyết điểm không, nhưng mà dạo này thì Trang hay thích cái kiểu dạng như make up vừa vừa, không thích quá dày như trước nữa. Trước thì Trang hay đánh full coverage, riêng kem nền là kiểu gì Trang phải đánh full coverage, bởi vì trên mặt Trang á, từ ngày làm bỉm sữa thì Trang hay có nhiều những cái vết thâm, rồi là Trang vẫn có một cái vết nám tàn nhang ở ngay bên phía cạnh mắt này của mình. Rồi là ở dưới cằm này thì dạo một năm trở lại đây thì Trang hay bị mụn, như kiểu mình ăn nhiều đồ nóng, mình bị nóng trong á. Thế nên là phải che phủ nhiều ở cái phần dưới phần này, phần cằm này. Đó. Thì Trang sẽ dùng một chút xíu che khuyết điểm, thì đây là cái sản phẩm mà Trang sẽ dùng của Lancôme. Cái này là dòng vừa dày vừa che phủ cao, dành cho da dầu luôn. À trời, đang nhìn không biết là lên cái cọ nào. Mà buồn cười quá đi. Đây, Trang sẽ sử dụng cái cây cọ này. Ngày hôm qua Trang sử dụng cái cây cọ này đó. Đó. Nó hơi sáng một chút so với da của Trang, nhưng mà rất hay một cái là vỗ vỗ một lúc nhìn nó hơi sáng thôi, xong một tẹo sau nó sẽ màu, nó sẽ dần dần nó sẽ quặn vào da. Nhìn nó sẽ đỡ hơn đó. Coi như là cái phần này Trang làm phần gần như là vừa che khuyết điểm vừa highlight luôn. Cái
Đó. Sẽ đến phần phấn phủ thì phấn phủ Trang sẽ vẫn sử dụng phấn phủ của Amali. Dạo này Trang rất thích dùng em này. Và bây giờ thì Trang sẽ dùng chì xé để Trang kẻ lông mày. Đây là cái cây chì thì Trang có khoe với các bạn ở trên fanpage là Trang vừa mới tạo được ở bên này á, Trang mua trên Amazon. Thế là ngày hôm nay thì Trang rất háo hức là Trang thử, đây là cái màu nâu nhạt. Đó, và bây giờ Trang sẽ kẻ lông mày. Bao giờ Trang phát một đường ở dưới lông mày của mình trước, rồi sau đó kẻ chì thì bắt đầu Trang sẽ đi từ đuôi Trang đi ra. Đó. Đó, Trang kẻ dần dần đi ra thì Trang tạo cái đuôi trước, Trang tô cái đuôi trước. Tiếp đến thì sẽ là phần tạo khối. Tạo khối thì bây giờ Trang sẽ tạo khối mũi trước. Trang sẽ dùng cái bảng chocolate milk của Too Faced. Màu này là màu sáng nhất, màu nhẹ nhất. Thì Trang vẫn sẽ dùng cái cây này để Trang đánh khối ở trên cái phần mặt của mình. Và bây giờ thì Trang sẽ đánh qua một chút xíu highlight. Thì cái highlight Trang sẽ phủ cái highlight của ba xe trước, rồi sau đó đến phần thắt chắc hay cũng như đến phần cuối thì Trang sẽ đánh một cái highlight ánh hồng này. Và bây giờ Trang sẽ dùng một cái cọ dẹp như thế này. Sau khi trải nghiệm cái dòng cọ Rose Gold này của Morphe, Trang rất là thích các bạn ạ. Đúng cái lông màu trắng mà Trang thích luôn á. Nhưng mà chỉ có điều là cọ mới, nó rất hay bị rụng lông. Trang nghĩ chắc phải đợi giặt qua một lần, rồi dùng thêm vài thời gian nữa nó mới bớt rụng lông được. Hy vọng là thế. Trang dùng cái ánh hồng ở giữa này bởi vì là nếu như dùng cái ánh vàng bên cạnh thì nó hơi bị nổi quá. Đi nữa Trang thắt chắc thêm một cái ánh rose gold nữa. Dạo này thì Trang lại không thích highlight nó quá nổi, Trang thích nó vừa thôi. Trang đánh thêm một chút xíu ở cằm. Đó, rồi Trang sẽ phủ qua cái phần màu mắt này của mình. Bây giờ sẽ đến phần trang điểm mắt nhé. Một cái cây dẹp Puffy màu trắng này. Đó, và bây giờ thì màu tông chủ đạo hay cũng như tông chính sẽ là cái tông này. Highlight sẽ là tông này. Đó, và điểm nhấn sẽ là những cái tông màu này. Và Trang sẽ cải thêm một cái bảng phấn mắt của MAC nữa, bởi vì trong bảng này có màu nâu, màu đậm á. Đó, trước tiên thì Trang sẽ chấm cái màu hồng này. Đấy, hồng này kiểu dạng hồng cam. Bên này thì Trang đánh hơi bị cao ở đây. Thì nữa Trang sẽ sửa lại sau. Bây giờ là phần chấm phấn trước đã.
Tiếp đến thì sẽ là cái màu nâu đồng này, Trang hay cũng như màu ánh đồng hồi nâu, ánh đỏ đồng này, Trang sẽ đánh vào phần mắt dưới. Trang vẫn dùng cái cây cọ đó. Đến thì Trang sẽ dùng một cái cây cọ cũng như thế, cũng hơi đầu tròn tròn như thế, và Trang sẽ chấm cái tông màu tím này đó. Và phần hốc mắt này đầu tròn khác như thế này, Trang sẽ lấy một cái tông màu nâu nhẹ ở trong này. Đây, Trang sẽ lấy một cái tông màu nâu nhẹ này, và Trang sẽ tán cái phần mà cái phấn mà Trang đánh nó bị lỗi ra này, cả hai bên nữa. Cái bên mắt bên này thì Trang đánh cái phần đuôi nó hay bị lỗi, còn cái bên mắt bên kia thì Trang hay đánh cái phần này này, cái phần trên bọng mắt này Trang hay đánh nó bị lỗi. Buồn cười quá. Sau đó Trang sẽ tán thêm một chút xíu ở cái phần dưới lông mày như thế này để cho cái phần này nó đều phấn mắt ra. Đó, bên này là đẹp rồi, còn bên này thì Trang vẫn phải chỉnh một chút xíu. Đó. Tiếp thì vẫn là cái cây cọ đó, Trang sẽ dùng một cái tông màu sáng, đó chính là màu sáng này ở đây. Sáng, và Trang đánh vào cái phần này để làm highlight. Đó. Đó. Quay trở lại một chút, cái màu nâu đánh lại chỗ này nhìn đó. Ok, tiếp nha. Quay trở lại với cái bảng phấn mắt bông hoa hồng này, Trang lại đánh lấy cái màu nhũ này. Đây, Trang sẽ lại quay trở lại một cái cây cọ dẹt. Đây, Trang sẽ lấy một cái tông màu nhũ này để Trang đánh vào cái phần màu mắt này của mình. Đó, Trang thấy nó không được nổi lên cho lắm, nhưng dù sao thì Trang vẫn sẽ dùng để Trang chấm vào phần bầu mắt rồi. Và đây, tiếp đến thì sẽ là cái màu đồng này, màu nhũ vàng này. Đó, đánh vào phần giữa nhé, giữa để cho nó nổi, nó pop lên. Rồi, và bây giờ thì lại quay trở lại với một cái tông màu sẫm, 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 sẫm nữa, màu tối nữa. Trang sẽ chấm cái màu, đây, màu này. Tiếp, Trang sẽ chấm vào cái phần đuôi mắt của mình. Ở dưới này thôi nhé các bạn, không lấn lên trên nữa. Đó. Đó. Tạo mí mắt luôn, cả trên lẫn dưới. Đó. Trang chấm vào cả cái phần mắt ướt của mình luôn. Đó, như vậy, chỉ là ở đằng đuôi nhé. Đó, và bây giờ thì Trang sẽ dùng cái cây chì màu đen này, cây chì xé này. Đó, Trang sẽ thử. Đó, sau khi kẻ như này xong, Trang sẽ lấy một cái cây chì đầu nhọn này, và Trang sẽ chấm với cái tông màu nhũ tím vừa rồi. Đâu vào đâu. Đây. Đó. Bây giờ Trang sẽ tán sơ qua một chút xíu cái phần hốc mắt này, cái phần ở trên này này. Đó. Lấy tay dìu một chút. Đó, như vậy. Tiếp. Phần đuôi này á, các bạn bé nguyên không thành vấn đề, thì lỡ mình kẻ viền mắt rồi mình gắn mi lên thì nó sẽ khác. Nhưng riêng cái phần hốc mắt thì các bạn nên tán ra cho đẹp. Rồi sau đó Trang sẽ chấm một chút cái màu nâu, nâu đậm ở đây. Trang phiêu vào cái phần đuôi này.
dùng một cái cây gọt đầu tròn này. Trang sẽ lấy một cái tông màu nâu và Trang sẽ xoa dịu hết cái phần này đi. Bây giờ thì vẫn sẽ là cái phần kẻ viền mắt, rồi sau đó Trang uốn cong mi, rồi sau đó Trang sẽ gắn mi giả. Thì Trang vẫn sẽ sử dụng cái mi dày như thế này nhá, cái mi mà Trang mua ở trên Amazon á. Cái mi này Trang khá là thích, Trang mới có dùng một đôi thôi, bây giờ Trang sẽ dùng đôi thứ hai. Đó, bây giờ Trang bật máy, Trang uốn mi. Chắc là được rồi. Thường thường bật 1 phút là được rồi. Đây, Trang xong rồi đây mọi người. Cái đầu mi bên này ấy, tức là cái lông mi đây này, lúc mà Trang dán nó bị dính một chút xíu keo vào, thế nên hai cái sợi lông nó chập vào với nhau nên nhìn nó sẽ không được như bên này. Đó, đó, Trang chỉ nói với các bạn là bị lỗi một chút xíu thế thôi, còn lại là rất là đẹp. Đây là cái mi mà Trang rất là thích. Trang khéo Trang lại phải tìm lại cái mi này để Trang mua thêm một hộp nữa, Trang chỉ sợ là ít nữa Trang có dùng đến đấy cũng như Trang dùng hết Trang lại không mua lại được. Đó, rất là đẹp luôn á, Trang rất là thích cái dạng mi rộng như thế này. Và bây giờ thì sẽ đến phần đánh má nha các bạn. Phần đánh má thì Trang trước tiên Trang sẽ rộng thêm một chút xíu cái màu tím lilac ở cái phần gò má này của mình. Đây có má đó, tím nhưng sao lại lên tím hồng. Trời ơi, lên tím hồng đúng không? Trang sẽ lấy cái cây cọ nền, Trang tán nó ra. Dạo gần đây bên Trang hay kiểu thay đổi thời tiết á, thế nên là Trang rất hay bị mệt. Đúng là ngày hôm nay Trang dự định là Trang không làm đâu. Nhưng thế nào rồi sau đó bạn ngạo bạn ấy ngủ, thế là Trang lại quyết định Trang làm video. Mà hy vọng là sẽ lại ra một thành phẩm hay cũng như thành quả gọi là gặt hái được tí. Còn nếu mà không ra thành quả được hẳn hoi sau khi edit thì chắc là Trang sẽ không up video này đâu. Trang vẫn sẽ lấy cái cây cọ nền của Trang, Trang sẽ rộng vào một chút cái phần má hồng này, hay cũng như phần nó gọi là apple cheek. Thì đây là cái màu mà Cushion 3C màu cam, nhưng mà nó đã bị khô và Trang bóp một chút xíu cái dạng phần má thin của Na ấy, màu cam vào đây. Thì nó cho Trang được một cái sự kết hợp, Trang vừa bóp tức là vừa. Hôm nào Trang sẽ chia sẻ với các bạn một cái video mà Trang chế em này. Thì Trang vừa bóp gì nhỉ? BB cream mà vừa bóp màu má dạng nước luôn, Trang mix hai em lại vào với nhau rồi sau đó nó được một cái màu như thế này. Màu này trước nó hơi ngả thiên cam vàng nhưng mà bây giờ thì là đúng cái màu Trang ưng ý. Rất là đẹp luôn. Mà cái chất của cái cushion này Trang cũng rất là thích nữa. Rất là thích. Đây là sản phẩm gọi là kem má hay cũng như cushion má đầu tiên mà Trang thích dùng, hay cũng như là đầu tiên mà Trang dùng mà Trang thích luôn. Đó. Cái em này nhá, tình cờ Trang đi chợ Trang tìm được thôi à. Chứ còn trước đây á, ở bên này á, mua hàng mỹ phẩm 3C rất là đắt, thường hầu như là không có luôn. Mà dạo này Trang thấy ở chợ ở TNT, tức là cái chợ này chuyên đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Hàn. Đó. Thế nên là Trang vớ được em đó ở chợ thì Trang mua luôn 3 màu. Đây sẽ là cái phần highlight ánh hồng mà hôm trước Trang có khoe các bạn, Trang mới tạo một cái màu ánh rose gold đó. Đó, Trang sẽ đánh vào cái phần này, phần gò má. Đó. Một chút ở mũi, cái màu này nó rất là tự nhiên luôn. Một chút còn thừa lại thì Trang đánh vào trán. Và em này nó còn có một chút nhũ nữa. Nhũ rơi nhẹ nhẹ. Đó, ok, xong rồi và bây giờ Trang sẽ xịt set make up, rồi sau đó Trang sẽ đội tóc, rồi Trang sẽ quay trở lại và đánh son nha các bạn. Trang sẽ xịt set mới này của MAC. Em này có công dụng là vừa set vừa giữ độ ẩm, mà vừa có tinh chất vitamin C làm sáng da. Quạt khô. Ok. Thì đây là bộ tóc mà Trang mới tậu, nó có mái. Nó dài quá đã thế, lúc mà Trang nhận được thì cái mái này nó bị xoăn, nó không được phẳng như những cái tóc khác mà Trang có, hay cũng như cái bộ tóc hồng của Trang á. Thì vừa rồi Trang loay hoay mãi xóa thì nó không đẹp, thế nên là Trang loay hoay mãi Trang làm một cái búi tó ở đây
và Trang cứ loay hoay Trang trải cái máy đó. Nên là thôi Trang để tạm đây, để tí nữa có gì Trang thử ấy nước vào xem thì nó có hết xoăn hay không, hay là người ta làm cái máy xoăn như vậy, nhưng mà trong cái hình mà Trang có thì nó không xoăn, máy nó không xoăn, nó phải máy phẳng cơ. Lý do mà Trang tậu thêm cái bộ này là bởi vì cái bộ này tóc nó nhẹ hơn cái bộ trước mà Trang có, nên đã thấy là cái bộ này nó có mái, thế nên là nhìn nó sẽ khác biệt hơn một chút. Còn màu thì chắc chắn là màu Trang rất thích cái màu tím khói này, thật sự là rất thích luôn á. Ok, thôi kệ đi, Trang sửa từ nãy rồi nhưng mà nó vẫn cứ như thế, nên thôi Trang kệ thôi. Trang là Trang định để nó thẳng xuống như thế này đó, nhưng là vì nó bị xoăn á, mình cắt, kể cả cắt nó có ấy đi chăng nữa thì nhìn nó vẫn bị buồn cười như thế này. Như này đỡ hơn á, như này đỡ đấy á. Ok. Và bây giờ thì sẽ là đến phần đánh son. Thì son ngày hôm nay thì Trang sẽ thử sử dụng một cái cây son màu hồng baby của Gucci. Đây là màu số 407 hồng baby đó. Cái màu này, màu hồng này của son Gucci Trang thấy đánh nó hơi một xíu thôi, hơi bị bột. Không biết có phải là do Trang dưỡng môi chưa ok hay không, nhưng mà Trang đánh Trang thấy nó hơi bị bột. Tiếp thì Trang sẽ thêm một chút xíu cái màu Blumption đây, Trang đè lên. Để cho son nó được mịn hơn và màu nó không phải là màu hồng đó nữa. Đó, đây. Để xem nào. Xem nào, đăng. Được á. Được á, có khi nào má mình lên cho thêm hồng hồng một xíu không? Đây. Đây. Đây là cái màu mà Trang cho mua của Morphe. Để Trang chấm một chút trông cho nó baby cute. Màu này nó hơi đậm nhưng mà Trang chấm nhẹ thôi, Trang muốn nó kín cả chỗ này để cho nhìn nó ửng hồng, nhìn nó mới trẻ, nhìn nó cute được hả. Ok, xong rồi đây mọi người ơi, chắc Trang chỉ để nó như thế này thôi. Đây, thành quả. Môi hồng, hôm nay là đánh cả môi, không đánh nửa môi nha, nhầm, không đánh lòng môi nha. Ok, Trang hy vọng các bạn yêu thích video này nha. Và đừng quên ấn like cho Trang này, subscribe này. Nếu mà bạn muốn biết thêm thông tin hay chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể comment xuống để hỏi Trang nha. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.